tới rồi. Hai ba đi. Cái đôi này rất là đẹp quý vị, mặc đồ của người Khmer rất là đẹp. Tình cờ gặp nên là không thể nào mà không quay được. Rồi mới quay lại cho. Rồi. Mấy bạn ở đâu? Ở Sóc Trăng hay đâu? Em ở Cà Mau. Cà Mau. À, lên đây chơi hả? Hôm qua. Mướn đồ này mắc không ta? 200. 200 à?